Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như có kế hoạch cho cuộc chiến tiêu hao ở Ukraine, chú trọng theo dõi tình hình ở Mỹ và trong khối NATO nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong chiến lược này. Ông Alexei Mukhin, người đứng đầu Trung tâm Thông tin Chính trị có trụ sở tại Moscow, nơi cung cấp dịch vụ tư vấn cho chính quyền Tổng thống, cho biết hiện Tổng thống Putin có khả năng sẽ tăng cường sức mạnh cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mục tiêu của ông là chiến thắng. Với việc Nga thiếu nhân lực cần thiết cho một bước đột phá mang tính quyết định và Ukraine đang gặp khó khăn trong nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược, không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai bên có thể sớm kết thúc cuộc chiến. Các lực lượng Nga trong những ngày qua đã tăng cường phóng tên lửa vào các thành phố của Ukraine, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây lợi dụng đàm phán để câu giờ cho Ukraine có thời gian tái vũ trang. Nga cũng cáo buộc Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát ở Moscow ngày 22 tháng 3, khiến ít nhất 144 người thương vong. Theo các chuyên gia, những điều đó làm dấy lên suy đoán rằng Nga có thể đã sẵn sàng cho các biện pháp tăng cường chiến sự, bao gồm cả việc huy động lực lượng dự bị khác. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Nga có kế hoạch thành lập hai quân đoàn kết hợp mới, 14 sư đoàn và 16 lữ đoàn vào cuối năm nay. Cho đến nay, quân đội Nga đã mở rộng lực lượng bằng cách thu hút tân binh với cam kết trả lương hậu hĩnh và đặt mục tiêu tuyển thêm ít nhất 250.000 binh sĩ trong năm 2024. Ông Shoigu nói trong cuộc họp trực tuyến với các sĩ quan cấp cao ngày 2 tháng 4 rằng các nhóm lực lượng Nga tiếp tục đẩy đội hình Ukraine về phía Tây. Tuy nhiên hiện tại, Nga có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các cuộc tấn công lớn mới nhằm giành quyền kiểm soát các thành phố như Kharkov ở phía đông bắc Ukraine, khu vực mà Moscow buộc phải rút lui vào cuối năm 2022, và thành phố cảng phía nam Odessa. Kế hoạch mà Tổng thống Putin công bố nhằm tạo ra một vùng đệm ở Ukraine để bảo vệ các khu vực biên giới của Nga khỏi các cuộc tấn công ngày càng gia tăng cũng có vẻ khó thực hiện được nếu không có thêm quân. Chuyên gia Ruslan Puskov, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, một tổ chức tư vấn quốc phòng ở Moscow cho biết, tôi không tin Nga có thể nhanh chóng giành quyền kiểm soát Kharkov bởi họ không có đủ lực lượng cho nhiệm vụ như vậy và thành phố này quá lớn. Theo vị chuyên gia này, để có bước đột phá thực sự trong cuộc chiến, Nga cần có năng lực liên lạc tốt hơn nhiều, nhiều vũ khí có độ chính xác cao hơn và nhiều nhân lực hơn nữa. Ukraine cũng đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 4 đã ký một dự luật nhằm giảm độ tuổi tòng quân trong thời chiến từ 27 xuống 25 tuổi khi quân đội của ông tìm cách bổ sung các vị trí đã cạn kiệt. Không đạt được bước đột phá trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, lực lượng Ukraine hiện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược ngày càng trầm trọng khi Quốc hội Mỹ vẫn bác bỏ gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la. Nga đang nắm bắt cơ hội để tiến hành các cuộc tấn công trên khắp tiền tuyến sau khi giành được quyền kiểm soát thị trấn chiến lược phía đông Avdiivka vào tháng 2. Bên cạnh đó, gần đây, Nga cũng đẩy mạnh những đòn tập kích đường không quy mô lớn nhắm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, khiến nhiều vùng lãnh thổ nước này ảnh hưởng nghiêm trọng. Để trả đũa, Ukraine cũng tiến hành nhiều vụ tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, đặc biệt là nhiều nhà máy lọc dầu, gây hư hại nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Nikolai Sugunov phải đốc thúc tiến độ khắc phục. Ông nói, việc sửa chữa tại các nhà máy đang được tiến hành. Chúng tôi dự định khôi phục một số nhà máy lọc dầu vào tháng 4 hoặc tháng 5, có thể cho đến đầu tháng 6, tất cả các cơ sở bị hư hỏng sẽ được đưa vào hoạt động trở lại. Ở phía ngược lại, một điểm đáng chú ý của đợt tập kích đường không ồ ạt do Nga tiến hành không phải nhắm vào hệ thống truyền tải năng lượng, mà là nhắm thẳng vào những nhà máy phát điện. Ngoại trừ các nhà máy điện hạt nhân, hầu hết cơ sở sản xuất điện của Ukraine đều bị tập kích. Vậy điều gì đang xảy ra và tại sao Nga lại lựa chọn cắt điện Ukraine vào thời điểm hiện tại? Trong tuyên bố mới nhất, công ty năng lượng tư nhân DTEK của Ukraine thông báo, chiến dịch tấn công của Nga trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3 đã dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng và mất 80% công suất phát điện. DTEK thông báo 80% công suất phát điện không còn hoạt động, nằm trong số 6 nhà máy nhiệt điện của công ty bị hư hỏng nặng. Tình hình rất khó khăn. Ông Dmytro Sakharuk, giám đốc điều hành DTEK phàn nàn rằng, phần lớn thiệt hại xảy ra đối với các cơ sở mới được sửa chữa gần đây sau những cuộc tấn công trước đó của Nga vào năm 2022 và 2023. Ông Dmytro Sakharuk cho biết, một số nhà máy vừa được sửa chữa và hoạt động trở lại 2 tháng trước đã bị tấn công. Chúng tôi đã xây lại phần mái nhà, lắp đặt máy biến áp, sửa chữa tuốc pin và máy phát điện. Bây giờ, tất cả đã trở thành đống đổ nát. Thiệt hại của hệ thống năng lượng, đặc biệt là điện của Ukraine trong đợt không kích của Nga cũng được ông Volodymyr Kudysky, lãnh đạo cơ quan điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, Energo, thừa nhận ngày 1 tháng 4.
Theo lời hãng tin Reuters, ông này khẳng định ý đồ của người Nga là gây mất điện ở một số thành phố lớn của Ukraine và mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn điều đó. Các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng đã gây thiệt hại đáng kể cho nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine ở Zaporizhia, cũng như hai nhà máy thủy điện ở Kharkiv và Dnipro. Ở Ukraine, hầu hết điện năng được tạo ra bởi ba nhà máy điện hạt nhân, nhưng sản xuất nhiệt điện và thủy điện là chìa khóa để cân bằng hệ thống trong thời gian tiêu thụ cao điểm. Ông Kudersky nói, mối quan tâm lớn nhất hiện nay là tình trạng sản xuất điện, bộ phận cân bằng hệ thống, sản xuất thủy điện và nhiệt điện, quy mô thiệt hại mà Detec đề cập rõ ràng là vô cùng lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo UNEGO cũng trấn an rằng hệ thống năng lượng của Ukraine chưa đến mức sụp đổ. Ông nói, chúng tôi chắc chắn còn cách xa trạng thái sụp đổ. Sụp đổ là tình trạng sập không kiểm soát của hầu hết hoặc toàn bộ hệ thống điện. Điều này đã không xảy ra và sẽ không xảy ra. Bộ Năng lượng Ukraine kêu gọi hạn chế công bố thông tin về hậu quả và mục tiêu của các cuộc tấn công của Nga thời gian qua và tình trạng mất điện diện rộng đã xuất hiện tại nhiều khu vực trên toàn đất nước. Theo đánh giá của Kiev, quy mô của đợt tấn công vào lĩnh vực năng lượng Ukraine lớn hơn nhiều so với dự kiến. Ngược dòng lịch sử, toàn bộ hệ thống năng lượng của Ukraine hiện nay chính là kết quả của quá trình điện khí hóa dưới thời Liên Xô. Với mục tiêu phát triển công nghiệp, Liên Xô xác định phải xây dựng hệ thống năng lượng quy mô lớn để làm tiền đề phát triển các ngành công nghiệp và kinh tế xã hội. Những nhà máy thủy điện khổng lồ trên sông Donetsk hay các nhà máy nhiệt điện mọc lên khắp lãnh thổ Liên Xô bao gồm cả Ukraine. Hệ thống năng lượng của Ukraine được kế thừa từ thời Liên Xô dựa trên các nhà máy thủy điện công suất lớn, vừa đáp ứng được yêu cầu cấp điện, vừa đóng vai trò cân bằng tải cho toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, những cơ sở như vậy rất khó bảo vệ khỏi các đòn tập kích quy mô lớn. Suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột từ năm 2022, với mục tiêu làm gián đoạn tạm thời khả năng cung cấp điện của Kiev, Nga chủ yếu nhắm vào hệ thống truyền tải điện của Ukraine, vốn là thành phần dễ thay thế hoặc sửa chữa. Tuy nhiên, trong chiến dịch tập kích từ ngày 22 tháng 3 trở lại đây, mục tiêu chính của Nga là các nhà máy điện. Đây là những công trình không thể sửa chữa trong thời gian ngắn, thậm chí là không thể vì các công nghệ và phụ tùng hiện không có sẵn. Khi đánh vào hệ thống cung cấp điện của Ukraine, Nga đã đồng thời làm hai việc quan trọng. Thứ nhất, tất cả các hoạt động công nghiệp đều cần sử dụng điện năng, trong đó có công nghiệp quốc phòng. Việc Nga cắt điện Ukraine khiến toàn bộ hoạt động sản xuất quy mô công nghiệp của nước này gián đoạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới khả năng sản xuất vũ khí của Ukraine, mà cũng đập tan ý định về việc triển khai các nhà máy vũ khí ở mức độ nào đó của phương Tây tại Ukraine để kéo dài chiến sự. Thứ hai, đòn tập kích của Nga nhắm vào hệ thống điện Ukraine dường như báo hiệu một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Khi thiếu điện, tất cả các hoạt động phục vụ tác chiến của quân đội Ukraine sẽ bị ảnh hưởng, khiến công tác hậu cần, luân chuyển lực lượng để phục vụ tiền tuyến trở nên khó khăn hơn. Điều này có nhiều nét tương đồng với hoạt động quân sự của Mỹ và NATO trước khi tiến hành các chiến dịch trên bộ quy mô lớn ở Iraq, Libya. Theo đó, hệ thống năng lượng, thông tin, giao thông và các vị trí đầu não phải bị không kích, khiến bộ máy nhà nước và quân sự tê liệt. Vậy liệu phải chăng đây là tín hiệu để quân đội Nga chuẩn bị cho hoạt động quân sự lớn trong mùa hè năm 2024 như phương Tây dự báo, hay những tuyên bố úp mở của Moscow về khả năng thành lập vùng đệm an ninh hay vùng vệ sinh trên lãnh thổ Ukraine? Ngoài ra, một yếu tố khác cũng được tính đến là Nga bất ngờ phá hủy hệ thống năng lượng khiến cả Ukraine và các quốc gia đồng minh không kịp trở tay. Sau những đợt tấn công của Nga, nhiều quốc gia châu Âu đã tính tới khả năng truyền tải điện sang Ukraine. Tuy nhiên, một quốc gia rộng lớn như Ukraine, việc cung cấp điện nhỏ giọt từ bên ngoài không khác gì muối bỏ bể. Rõ ràng, chiến trường Ukraine giống như một bàn cờ với lợi thế đang thuộc về Nga và Kiev cùng các đồng minh phải chạy theo đối phó.